Trọng Nguyên kính chào lại tất cả các quý vị mến thương trong diễn đàn của ngày hôm nay. Chương trình và chủ đề của ngày hôm nay thì chúng ta cũng giống như thường lệ là chúng ta sẽ đi sát về những bản tin đang xảy ra với cuộc chiến tranh vẫn tiếp tục leo thang và có nhiều vấn đề mà Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị. Nói về cái tình hình, cái bức tranh tổng thể thì Hamas đã bắt đầu không còn đường nào thoát và Hamas chỉ có là thời gian mà thôi. Do Thái có hai cách để mà có thể đạt được mục tiêu. Cách thứ nhất là lâu, là muốn giảm bớt tối đa tính mạng của binh sĩ Do Thái, không tấn công một cách ồ ạt vào trong, mà họ sẽ pháo kích vào trong. Họ sẽ pháo kích vào trong. Cái chiến lược này á, thì sẽ giảm bớt tối đa tính mạng của binh sĩ Do Thái, nhưng ngược lại dân thường ở trong khu vực sẽ tử vong rất là nhiều, mà sẽ gặp những cái sự phiền phức của dư luận xã hội, sẽ gặp những cái sự phiền phức rất là lớn. Chiến lược thứ hai là tốc chiến tốc thắng, đổ bộ đánh nhanh thắng nhanh, nhưng mà phải tổn thất binh sĩ khá nặng nề. Thì đây Do Thái đang phân vân với cái tình hình xã hội dư luận, với cái tình hình biến cố biểu tình, Do Thái đang phân vân phải chọn biện pháp nào là phù hợp. Chọn giảm bớt tổn thất sinh mạng của binh sĩ thì cứ đứng ở ngoài, cứ pháo kích rồi đi từng bước một, đi ít, đi chậm, nhưng mà không tổn thất. Sẽ tổn thất nhưng số lượng rất là ít. Còn nhưng mà nó kéo dài, có thể kéo 3 tháng, 2 tháng, 3 tháng, cũng có thể nhiều hơn. Với cái tình hình nếu là như vậy, khi kẻ địch lúc nào cũng núp. Nhưng mà mạo hiểm đi một cách ồ ạt, gửi mấy trăm ngàn binh sĩ đi vào trong, thì thời gian tiêu hủy Hamas rất là nhanh, nhưng tổn thất về binh sĩ lại nặng nề. Nên chính phủ của Do Thái đang phân vân sự quyết định nó như thế nào. Và cái sự quyết định này nó nằm ở vào bữa thứ 6, khi gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ là ông Blinken, là ngày mai các quý vị. Nên là Do Thái họ đang không còn là cái bước mà họ đã thất bại trên cuộc chiến nữa. Và những cái chiến lược của họ đã đạt được những thành quả, và bây giờ chỉ bắt đầu tìm ra cái biện pháp kết thúc. Và họ chưa có quyết định được là cái biện pháp nào là phù hợp nhất trong cái bối cảnh ngày hôm nay, khi bị áp lực của dư luận xã hội quá lớn. Và lý do tại sao bị áp lực, tại bởi vì họ gần đây nhất, các vị cũng biết là cái sự việc mà họ pháo kích vào trong một cái nơi kêu là dân cư tị nạn đó. Dân cư tị nạn ở một cái nơi đông đúc mấy trăm ngàn người, 160 mấy ngàn người ở tập thể gần ở đó. Và quả tiễn của Do Thái đã bắn trúng vào. Đầu tiên nhất thì người ta nói cái con số ca tử vong là 50 người. Nhưng bây giờ con số nó lên tới 195 người. Phần lớn là người dân tị nạn, người dân thường. Nên cái điều đó đã dẫn đến cái sự phẫn nộ của rất là nhiều người, cả luôn những đồng minh của Do Thái, trong đó có Pháp và cả luôn có Đức, cả luôn Mỹ cũng có lên tiếng, mà lên tiếng một cách nhẹ nhàng hơn. Và Pháp và Đức cũng có lên tiếng. Thí dụ Pháp ngày hôm nay họ nói là chúng tôi vô cùng lo lắng với cái hành động của Do Thái đã pháo kích vào ở nơi này. Và tôi mong rằng là đừng bao giờ tái diễn thêm một lần nữa. Vì đây là cái hành vi này nó sẽ dẫn đến cái sự việc sẽ bị tẩy chay. Đây là cái sự báo của phía bên Pháp ngày hôm nay, họ đã lên tiếng và kêu gọi Do Thái. Ông Olaf, sau cái sự việc đó khi được xác nhận đó là do quả tiễn của Do Thái, thì ông Olaf Scholz là thủ tướng của Đức, ông điện thoại cho ông Netanyahu và ông có nói là chúng tôi không có hài lòng và chúng tôi kêu gọi các anh đừng có những cái hành động tương tự tiếp tục như vậy nữa trong những ngày kế tiếp. Có nghĩa là cả những đồng minh đã từng đứng về phía bên Do Thái, họ cũng bắt đầu có kêu gọi Do Thái phải không có những hành vi như thế này. Vì nếu không thì cái số lượng người dân thường mà tử vong càng nhiều thì dư luận xuống đường biểu tình thì càng nhiều. Lúc đó rất là mệt cho mấy ông chánh trị gia. Nên là các người cũng biết là Nguyên nói là mà người dân mà tử vong càng nhiều thì cái lập trường ủng hộ nó sẽ thay đổi ngay lập tức. Cái điều đó là điều tốt. Chúng ta bắt đầu biết cái bảo vệ cho người dân, những người vô tội.
Người ta không phản bác anh chiến tranh, nhưng người ta kêu các anh là phải đánh một chiến tranh nó sạch. Một chiến tranh nó sạch sẽ, một chiến tranh nó có một cái quy định lực lệ chiến tranh, chứ không phải đánh một cách bừa bãi, muốn đánh làm sao thì đánh. Cũng giống như các anh bây giờ là không phải đánh lộn mà đánh trên sân đấu, đánh với cái lực lệ 5 phút là phải nghỉ mệt, thí dụ là như vậy. Bây giờ chiến tranh người ta cho phép các anh đánh chiến tranh, chứ người ta không có cấm. Anh có quyền đáp trả khi người ta khủng bố, nhưng anh đánh trên một cái lực lệ được quy định, cũng giống như là hai cầu thủ đánh box vậy đó. Đánh theo cái lực lượng, chứ không phải đánh lộn, anh muốn đánh sao đánh, muốn dùng vũ khí sao dùng. Đó. Nên là Do Thái đã gặp những cái sự chỉ trích khá lớn đến từ đồng minh của mình, đừng nói chi những quốc gia khác, đến từ đồng minh của mình. Nà, và nên là cái lý do đó đã dẫn đến cái sự việc phẫn nộ rất là nhiều quốc gia, đặc biệt là những quốc gia ở Trung Đông và những quốc gia đạo Hồi giáo, sau khi cái biến cố và vấn đề cái nơi chung cư tị nạn đã bị vô tình đi, mình phải nói câu là chắc là vô tình, không có ai muốn làm điều đó, vô tình gớt vào ở cái nơi đông dân. Mà cái điều này Trung Nguyên nói là lực lượng Hamas họ cũng ác lắm. Bây giờ Hamas không có đường lui, họ sẽ bắt dân làm con tin. Vì ngày nào có dân thì ngày đó lực lượng Do Thái sẽ chậm tấn công. Nên là họ bây giờ, lực lượng Hamas, cái điều đó là người ta rất là lo. Này kêu là tức nước sẽ là dở bờ, đường cuối rồi. Họ sẽ không còn đường nào hết. Họ sẽ, tại sao họ thả những con tin nước ngoài? Đó là cái sự trao đổi và họ kêu những quốc ngài này làm áp lực cho Do Thái ngừng bắn. Gần đây nhất thì các quý vị cũng có cập nhật qua bản tin của Nguyên là tuần tới thì lực lượng Hamas nó sẽ thả ra một nhóm người nước ngoài. Và cái sự trao đổi bây giờ Nguyên biết đó là xin những nước ngoài này phải làm áp lực cho Do Thái ngừng bắn. Ngừng bắn. Và bây giờ Do Thái họ cũng đến đường cùng rồi. Xin lỗi, Hamas họ đến đường cùng, họ bị bao vây rồi. Nên họ sẽ bắt dân làm con tin để làm chậm đi cái cuộc tấn công của Do Thái trong những ngày kế tiếp. Nên là cuối cùng là bên nào người dân cũng là bị người thiệt mạng hết. Người dân cũng là nạn nhân hết. Người dân cũng là nạn nhân hết các quý vị. Nói đi nói lại thì không có bên ông chánh phủ nào tốt cả. Lực lượng Hamas thì bắt dân làm con tin, làm cái bia đỡ đạn. Bên kia thì chẳng thương xót gì dân Palestine hết. Nên là nói chung chung là người dân, cuối cùng là người dân là người họ bị kẹt ở trong trứng giữa của hai cuộc chánh trị. Rồi hai bên, rồi họ đi thì cũng không được. Bây giờ họ bị kẹt ở chỗ nơi đó. Nên là bây giờ người ta dấy lên cái sự lo lắng là ép Hamas đi quá đến con đường cùng thì tính mạng của người dân thường hay là tính mạng những con tin sẽ càng bị nguy hiểm. Nên cũng là một cái lý do mà Nguyên mới nêu lên đó, là Do Thái họ rất là lo, không biết họ phải ứng phó cái kết thúc cuộc chiến tranh này như thế nào, chậm hay lẹ. Để chậm thì họ sẽ bị dư luận xã hội lên án, lẹ thì binh sĩ của họ tổn thương. Nên là họ phải quyết định một cách nhanh chóng lẹ để có một cái biện pháp đừng để cuộc chiến tranh này tổn thương người dân thường quá nhiều. Đó là bản tin về vấn đề giao tranh trong cuộc chiến. Và bây giờ tiếp tục chúng ta đi bản tin nóng. Bản tin nóng về vấn đề chiến sự, các quý vị khoái mà. Đó là Nguyên sẽ đưa tiếp tục. Đó là một quốc gia đã lòi mặt ra, đã tấn công vào Do Thái. Các quý vị cũng biết là mấy ngày gần đây thì phía bên hệ thống an ninh Khada của Do Thái đã báo cáo là có một số lượng máy bay và hỏa tiễn tấn công vào lãnh thổ của họ, đặc biệt là nhắm vào những căn cứ quân sự của họ ở tại Do Thái và cả luôn ở tại khu vực Palestine. Và khu vực tấn công khởi sự bằng ở tại Biển Đỏ. Ở tại Biển Đỏ. Thì cái vùng Biển Đỏ nó rất là nhỏ. Nó là cái vùng biển mà nó có Egypt cũng có nè, Sudan cũng có nè, rồi Arabia Saudite cũng có nè. Có vài quốc gia, 4-5 nước quốc gia gì đó. Nguyên nhớ không nhớ hết. 4-5 quốc gia ở tại khu vực cái Biển Đỏ này. Thì hỏa tiễn bắn từ ở tại nơi đó và máy bay không người lái bắn từ tại nơi đó, nhưng không xác định được là quốc gia nào bắn, không khẳng định được là quốc gia nào đã bắn vào căn cứ quân sự của Do Thái hay là quốc gia nào đã cố tình làm điều này. Thì Do Thái là điều động nhiều chiếc khu trục hạm chiến đấu của mình ở tại khu vực, và Nguyên nêu lên là gần 10 chiếc, trong đó có 2-3 chiếc phóng hỏa tiễn
một chiếc trinh thám của mấy cái chiếc đánh du kích gì đó, số lượng gần 10 chiếc, để điều động ở tới Biển Đen để bảo vệ cái khu vực và điều tra kẻ thủ phạm. Ai là tấn công vào lãnh thổ của tôi? Thì sau cuộc điều tra thì họ đã xác nhận đó là Đức ngay trang quốc gia Yemen. Yemen, một cái tổ chức kêu là tổ chức Houthis. Houthis là một cái tổ chức cực đoan Hồi giáo, đặc biệt là có phần thân với Iran. Thì là cái tổ chức này là kẻ thủ phạm, và họ đã phóng quả tiễn và máy bay không người lái từ cái vùng đất gần Yemen, gần Biển Đen, và họ tấn công vào Do Thái. Sau khi cái bản tin này được xác nhận và cái tổ chức này cũng thừa nhận họ là người tấn công, Trung Nguyên nói là cái tổ chức chứ không phải là quốc gia chánh phủ, quốc gia chính thống của người ta, một cái tổ chức quân sự. Cái khu vực này nó phức tạp, nói chung chung là nó có nhiều chánh phủ độc lập, nên là cái tổ chức này họ mới tấn công vào Do Thái để họ yểm trợ lực lượng Hamas. Thì khi cái bản tin này được xác nhận và họ cũng thừa nhận rằng là hành vi này là do họ làm, họ không phủ nhận điều đó, họ nói: "Ê, cái này là tôi làm, cái này là tôi làm." Thì hiện bây giờ thì Do Thái chưa có cái hành động đáp trả cụ thể nào hết. Do Thái chưa có bất cứ một cái hành động đáp trả cụ thể nào. Do Thái khi biết được cái bản tin này qua nhiều cái vấn đề mà vệ tinh và tình báo của Do Thái và của Mỹ, nhưng mà Do Thái vẫn chưa có hành động đáp trả. Nhưng Mỹ đã có lên tiếng và kêu gọi chính phủ Yemen hãy làm sao ngừng cái hành động này tiếp diễn. Nếu cái hành động này tiếp diễn, nó sẽ dẫn đến nhiều sự việc phức tạp ở khu vực mà không thể nào ngăn chặn được cuộc chiến tranh lớn mạnh và liên lụy đến nhiều quốc gia khác. Đó là bây giờ chúng ta biết nơi nào đã phóng quả tiễn về phía bên Do Thái. Ngày hôm nay thì phía bên Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã họp khẩn. Cái buổi họp của họ rất là quan trọng. Và buổi họp khẩn thì các vị cũng biết là bây giờ ở khu vực Trung Đông chỉ có hai quốc gia mạnh thôi. Hai quốc gia mạnh về quân sự nha. Nguyên nó không nói về vấn đề kinh tế, Nguyên nói về quân sự. Đó là Iran và Thổ Nhĩ Kỳ là mạnh về quân sự, là những quốc gia có những cái vũ khí hàng nặng, có những chiếc máy bay tiến tân, có S-400, có hệ thống này phóng kia, nhiều khi có quả tiễn hạt nhân nữa. Nên là những cái quốc gia mà có vũ khí hàng nặng. Thì hai cái quốc gia này đang họp khẩn cấp. Và người ta tình nghi, vì cái họp chúng ta không biết là họ họp cái gì, thì có nhiều sự tin đồn, tin đoán và tình nghi lắm. Đặc biệt là chúng ta đều biết là Iran là cái quốc gia lên án Do Thái rất là mạnh mẽ. Thổ Nhĩ Kỳ cũng vậy. Và đặc biệt là họ lúc nào cũng cho rằng là cái hành động của Hamas là cái hành động không phải là lực lượng khủng bố. Và cái điều đó người ta rất là lo, không biết là cái buổi họp khẩn cấp này nó nói lên cái đề tài gì. Phải chăng là họ có thể tham chiến hay không? Đây là cái điều mà người ta rất là lo lắng. Nhưng mà theo báo cáo trước báo chí và họ công bố chúng ta biết là họ, bởi vì họ nói là cái tình hình quá căng thẳng, họ không muốn cuộc chiến tranh này nó lớn rộng và nó liên lụy đến đất nước của họ. Nên họ chỉ muốn họp để tìm một biện pháp giải quyết, chứ họ không phải họp để tham chiến trong cuộc chiến. Thì chắc vì cũng biết là Iran họ đe dọa nhiều lắm. Họ nói quá trình nói, trời ơi, nếu mà tiếp tục là chúng tôi như thế này, chúng tôi thế kia, chúng tôi kêu lực lượng thống nhất Hồi giáo sẽ đáp trả. Nhưng bây giờ Trung Nguyên nói là Hamas đã sắp sửa thất thủ rồi. Nếu mà coi theo cái viện tích đất đai và coi theo cái sự bao vây của Do Thái thì Hamas đã sắp sửa thất thủ rồi. Chỉ là thời gian thôi. Một tuần, một tháng, hai ba tháng, khi lương thực hết, vũ khí hết là chỉ còn đường đầu hàng. Bây giờ sắp sửa thất thủ rồi, nhưng mà Iran vẫn chưa có bất cứ một hành động gì. Phải chăng Iran là giỏ mồm? Phải chăng Iran trong thời gian vừa qua có những lời đe dọa rất là dữ dội, Iran làm dữ lắm? Nhưng mà bây giờ thì cái bối cuộc nó cũng giống như Nguyên nói là cái bộ phim mà chúng ta coi gần tập cuối rồi đó. Mà không biết là coi phim tập mà không biết là nó ra phần 2 hay không thì chúng ta không biết. Nhưng mà cái phần 1 là coi gần tập cuối rồi. 26 ngày là chúng ta coi gần tập cuối rồi.
Còn phần 2 thì có biết hay không thì chúng ta không biết là phần 2 có ra hay không, mà nguyên điển hình cho các vị là coi phim tập đó. Chúng ta gần coi gần tập cuối rồi. Gần tập cuối rồi, chúng ta đã biết cái kết quả nó như thế nào rồi. Có ra phần 2 hay không thì Nguyên không rõ. Nhưng mà bây giờ thì ông Iran vẫn chưa có bất cứ một cái hành động nào cụ thể hết. Khi lúc đó ông muốn giúp đỡ Hamas cũng không còn được nữa. Hết đường giúp rồi. Không còn đường tiếp tế nữa. Ông bây giờ muốn giúp đỡ Hamas chỉ có một cách duy nhất là ông tham chiến. Chứ bây giờ muốn viện trợ lương thực hay là vũ khí cho Hamas cũng không, cách, không có đường nào để viện trợ. Nên là chỉ còn duy nhất là ông tham chiến hay là dùng biện pháp ngoại giao để ngăn chặn lực lượng Do Thái để mà không thả bom tiếp tục. Còn nếu không thì Nguyên không biết ông làm cái gì. Nên là chúng ta thấy điển hình bây giờ thì Iran võ mồm rất là giỏi. Võ mồm thôi chứ chưa thấy hành động gì hết. Cũng may là họ võ mồm các vị, mà họ mà không võ mồm là Nguyên hơi bị teo đó. Có may là họ võ mồm, nếu mà họ không võ mồm thì cái cuộc chiến tranh này nó cực kỳ là phức tạp. Nó cực kỳ là phức tạp. Và lúc đó nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều quốc gia khác. Nó sẽ dẫn đến cái sự khủng hoảng khủng tột cùng trên thế giới này. Đó là hiện bây giờ thì họ chỉ có võ mồm thôi, đó là cái điều may mắn. Và chưa thấy bất cứ một cái hành động hay cái dấu hiệu nào Iran sẽ có những cái hành vi gì trong cái cuộc chiến tranh giữa Israel và Hamas. Nên là nếu mà không có cái sự can thiệp của bất cứ một cái thế lực thứ ba nào vào trong cái cuộc chiến này thì không bao lâu nữa cuộc chiến tranh này nó sẽ kết thúc. Không lâu, nó sẽ không giống như Ukraine và Nga. Nó sẽ ngắn nếu mà không có một cái thế lực thứ ba. Không có một cái thế lực thứ ba. Dù cuộc chiến tranh này nó có chấm dứt đi nữa thì cái mình kêu là cái gì? Cái hậu chứng của nó cũng rất là lâu. Nó rất là lâu. Cái hậu chứng đó chúng ta phải trả giá rất là đắt, đặc biệt là những quốc gia yểm trợ cho Do Thái. Cái hậu chứng đó bây giờ các vị cũng biết là tình hình giữa người dân Palestine và người dân Do Thái nó ở trong một cái giai đoạn mà kêu là cuồng nhiệt đám đông đó. Họ không còn bình tĩnh nữa. Ngày hôm nay thì ngay trong cái khu vực mà do phía bên dùng đất Palestine mà do Ukraine đã chiếm đóng từ năm 1967 tới bây giờ. Trung Nguyên nói địa lý của giữa Palestine và Israel nó rất là phức tạp. Nó rất là phức tạp. Nếu các quý vị thích thì bữa nào Nguyên làm cái chương trình đó cho các quý vị. Vì cái địa lý tranh chấp trong lịch sử của họ nó vô cùng phức tạp và nó thay đổi rất là nhiều thời gian khác nhau từ khởi đầu năm 1914, sau đó cái thời sau là cái thời 48, xong cái thời tới ghế nữa là 50 mấy, 60 mấy, trời đúng không? Nó có mấy năm nữa thay đổi, mấy năm nó thay đổi. Cái khu vực mình kêu là Jordani đã xảy ra xung đột giữa người dân Palestine và người dân Do Thái. Có thể nói là cũng tội nghiệp cho người Palestine. Thì đã có xảy ra 4 người đã tử vong, trong đó có 3 người dân Palestine và 1 người dân Do Thái đã tử vong trong cái cuộc xung đột. Vì cuồng nhiệt của đám đông, lý trí của con người không còn bình tĩnh. Nguyên nói rồi, con người chúng ta đó, văn minh, đạo đức, khi con người chúng ta cơm no áo ấm, bình tĩnh, hòa bình. Khi lúc chúng ta chết chiến tranh, chết chóc đói khổ mới lòi ra con thời bản thật của chúng ta. Chúng ta người thân tử vong thì nó gieo lên cái sự hận thù. Khi có hận thù thì muốn trả thù. Khi đói thì đi trộm đi cắp. Nên là trong cái bối cảnh mà căng thẳng như vậy thì giữa xung đột giữa người dân Palestine và người dân Do Thái ở những cái khu vực mà trà trộn gần nhau đó xảy ra xung đột, nó khắp nơi trên thế giới. Nó không phải ở những cái nơi đất nước Do Thái và Palestine mà nó ở khắp nơi trên thế giới. Rồi đến những cái sự việc mà cuồng nhiệt đám đông điên cuồng với đạo Hồi giáo và đạo Do Thái nó càng điên cuồng nữa. Nên là tại sao Nguyên nói á, cái tình hình cuộc chiến tranh này nó cứ kết thúc, nó sẽ kết thúc thôi. Cái gì nó khởi đầu nó cũng sẽ kết thúc. Nhưng mà cái hậu quả nó còn sẽ kéo dài rất là lâu ở tại những quốc gia châu Âu hay là châu Mỹ. Và cái hậu quả nó là một cái hậu quả nó rất là lâu các quý vị. Nên là trong cái bối cảnh mà tình hình cuộc chiến nó đang có những cái xu hướng khá là lẹ trong cái xu hướng mà Do Thái đang đạt được thành quả. Nên bây giờ Do Thái muốn giải quyết cái vấn đề này là giảm bớt tối đa tính mạng người dân thường.
mà không thể nào làm được điều đó. Vì nó đáng buồn là chỗ đó, vì lực lượng do Hamas là trà trộn trong dân bây giờ. Nó họ đâu có ngu gì, họ trà trộn trong dân, họ là dân, dân là họ, họ làm như vậy đó, làm ai biết phân biệt đâu là dân đâu là địch. Và cái điều đó thì không thể nào mà không tránh khỏi, đặc biệt là khi lực lượng Do Thái đổ bộ sâu vào trong. Ngày hôm nay thì tin đáng buồn cho Do Thái là phía bên tòa án quốc tế họ đã xác nhận trong cái cuộc tấn công vừa qua, Do Thái đã có tội ác chiến tranh. Đặc biệt là cái bom gần đây nhất là họ cho đây là cái hành động tội ác chiến tranh. Và Do Thái đã bị tòa án quốc tế đã đưa vào cái danh sách cái hành vi vừa qua. Thì cái vấn đề này thì sẽ có sự trả giá sau khi cuộc chiến tranh kết thúc. Thủ phạm nguyên nhân thì như thế nào thì Huy không biết. Chúng ta phải chờ xem coi sau cuộc chiến kết thúc thì tòa án quốc tế họ mới đưa ra cái lệnh trừng phạt như thế nào, nhắm vào những cái hành vi vừa qua mà sai lầm của phía bên Do Thái. Nên là trong cuộc chiến nó đòi cuộc chiến tranh mà không thể nào là nó đẹp đẽ được. Nên là tốt nhất mấy ông đừng có chiến. Đúng không? Nguyên nó là tại sao đánh lộn cái kiểu đó, làm cái gì, đánh chiến tranh làm cái gì? Các ông đánh chiến tranh gì? Kêu 10 người mấy ông chánh trị ra đánh lộn với nhau đi. Bên nào thắng thì bên đó giải quyết đi. Nó nhớ mà như vậy thì nó dễ các cơ vậy. Mấy bác nó trời Nguyên ơi con nó giống như trẻ con quá. Nhưng mà thật như vậy dân không có chết. Rồi mấy ông cũng không dám nữa. Đó mấy ông đánh chiến tranh cái gì phải không? Đó đó. 10 ông bên này bao nhiêu? 50 ông bên này, 50 ông bên kia, phát cho ông 50 cái súng. Đi, giải quyết với nhau đi, dân chúng tôi coi. Chúng tôi coi live trực tiếp. Rồi bên nào thắng, rồi quyết định. Đây, bên này ông là thắng. Sự lựa chọn quyết định của ông, tranh chấp của ông đó thắng. Bảo đảm với các quý vị là không bao giờ có chiến tranh nữa. Vì Nguyên nói cái đây một câu là chánh trị là như vậy. Vì cái người làm chánh trị không có ông nào chết hết. Ông nào cũng khỏe, Putin khỏe. Có đi đánh chiến tranh đâu mà chết. Ở nhà chỉ huy không à. Ôm ghệ mà chỉ huy không. Nếu chừng nào mà chúng ta đổi cái lực lệ, mấy ông muốn đánh chiến tranh là các ông phải là người đi đánh trước. Các ông tự đánh với nhau, bên nào thắng thì bên đó quyết định. Nguyên nói kiểu là nói cho nó vui. Bởi vì thực tế là chúng ta đều biết là mỗi cái cuộc chiến nó xảy ra từ trong quá khứ của lịch sử đến bây giờ thì người dân thường chúng ta vẫn là người vô tội. Chúng ta bị duy luận, bị những cái quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo nó đã dẫn dắt chúng ta và chúng ta cuồng nhiệt vào trong, nhưng thực tế chúng ta chỉ là nạn nhân bị người ta dụ dỗ với cái mưu đồ chính trị và người ta muốn làm. Và cái điều đó là cái điều chúng ta phải một cái như nó là một cách minh mẫn, đầu óc chúng ta phải nhìn sáng suốt về cái cuộc chiến Israel và Palestine là một. Nguyên nói là tại sao Nguyên rất là nghiên cứu sâu về vấn đề Palestine và Israel. Vì địa lý chính trị Việt Nam chúng ta nó cũng giống tương tự như vậy. Và cái bi kịch của người dân Palestine và người dân Do Thái ngày hôm nay, một ngày nào đó tại trên lãnh thổ quê hương đất mẹ của chúng ta, quê hương mến thương, cũng có thể xảy ra. Trong quá khứ nó đã từng xảy ra và trong tương lai nó sẽ xảy ra. Vì nó cái kêu là cái nơi là mâu thuẫn địa lý chính trị, nó không thể nào giải quyết. Nó không có cái cách nào giải quyết một cách tốt đẹp và lâu bền mãi mãi cả. Nó chỉ là tạm thời hòa bình trong một cái giai đoạn nào đó, cũng giống như là động đất vậy đó. Cái khu nào mà núi lửa động đất thì trước sau gì nó cũng núi lửa động đất thôi. Nó nguội 100 năm, 1000 năm nó cũng động đất trở lại. Vì cái nơi đó là cái nơi động đất rồi. Cái nơi mà hai miếng đất nó chạm với nhau, rồi cuối cùng nó cũng sẽ chạm với nhau thôi. Nó sẽ kè ngay. Nên là vì địa lý chính trị thì Việt Nam chúng ta cũng là trong những quốc gia không may chúng ta gớt vào trong những cái nơi như vậy. Nên là nghiên cứu cái cuộc chiến Palestine, Ukraine hay là Nga vân vân gì đó, thì chúng ta học rất là nhiều bài học đáng giá để chúng ta tìm ra những cái biện pháp tốt đẹp để ứng phó trong những cái kịch bản không may xảy ra cho đất nước chúng ta trong những ngày kế tiếp. Nên mấy bác nào mà có thích về vấn đề địa lý chính trị, thích về chiến tranh, thích về hiểu biết những cái điều đó, thì Nguyên khuyên là nên nghiên cứu rất là kỹ cái cuộc chiến tranh giữa Hamas và Palestine. Cái điều đó các quý vị phải cần hiểu rõ, đặc biệt là mấy bác chính trị gia, đặc biệt là trong quân đội, quân sự, để mấy bác có thể biết ứng phó kịp lúc, kịp thời khi tình hình Bắc Nam Việt Nam chúng ta trên là Trung Quốc, dưới là Campuchia. Các quý vị biết cách làm sao ứng phó cách kịp lúc.
Chúng mình ngừng chương trình ở đây. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị em các bạn lắng nghe thời sự của ngày hôm nay. Cảm ơn sự yêu mến của các quý vị đã theo dõi Nguyên qua trong thời gian tin nóng hổi vừa thổi vừa ăn, những bản tin hot nhất, những bản tin sự kiện đang nổi bật nhất. Và mong là cái sự thuyết trình của Nguyên nó rõ để cho các quý vị hiểu được tình hình cụ thể hết cuộc chiến, để chúng ta biết là cái cụ thể cuộc chiến nó đang đi đến đâu rồi. Thì trong Nguyên nói là nó đang đi đến một cái giai đoạn gần kết thúc, nó chưa kết thúc, nó gần. Không biết có phần 2 hay không thì Nguyên không muốn có phần 2, Nguyên coi phần 1 đủ rồi nha. Nguyên không muốn coi phần 2 nữa, Nguyên muốn coi phần 1 là đủ rồi. Nói chung là Nguyên không muốn có phần 2 nữa, phần 1 là đủ rồi. Lực lượng Hamas thất thủ hết. Tới đây là mình đóng sổ, cuộc chiến tranh chấm dứt, đàm phán ký kết hòa bình. Rồi xong.